Ok mọi người nhá. Thì trên tay mình đây là con Redmi 9A. Đây con Redmi 9A nha mọi người. Hiện tại nó đang bị dính mật khẩu. Người ta cài rất là nhiều mật khẩu luôn mọi người. Nên mình không có mở được nhá, người ta quên rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành phá mật khẩu màn hình con này nhá. Ok. Đầu tiên các bạn tắt nguồn đi. Rồi đợi đến khi tắt nguồn hẳn rồi các bạn nhấn giữ nút volume cộng và nút nguồn nhé, giữ đồng thời nhé. Đến khi nó hiện cái logo Redmi lên thì chúng ta thả nút nguồn ra và giữ nút volume nha mọi người. Rồi thế này thì các bạn vẫn giữ để cho nó vào chế độ recover nhé. Rồi sau khi nó vào menu rồi thì các bạn dùng phím tăng giảm âm lượng để di chuyển và chọn nút nguồn để chọn nhé mọi người. Đây các bạn xuống Vidata, chọn vào Vidata và ấn tiếp chọn cái đầu tiên nha mọi người. Rồi xuống Compute nha mọi người. Rồi để nó chạy. Rồi trở lại menu nha mọi người. Rồi Report nha mọi người, nhấn vào Report. Ok tiếp tục. Cái này hơi lâu tí nha mọi người. Rồi bắt đầu nha mọi người. Bắt đầu mình tiến hành phá tài khoản Google nếu có nha. Xuống chọn ngôn ngữ Việt Nam. Rồi tiếng Việt. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta kết nối với mạng Wi-Fi nhé. Rồi sau khi kết nối Wi-Fi thì mình tiếp tục nha. Chấp thuận nhé. Tích vào đây. Rồi. Bỏ qua bước này. Rồi không sao chép nha. Rồi như thế này thì cái máy của mình là không có dính tài khoản Google nhé. Nếu như cái máy các bạn nào bị dính tài khoản Google thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm theo cách này nhé. Rồi các bạn nhấn trở về này. Tiếp tục trở về. Trở về đến cái chỗ cài đặt mạng á. Rồi các bạn vào xóa cái mạng đi.
Ok. Rồi bây giờ các bạn bỏ qua, nhấn nút bỏ qua. Đấy. Rồi chấp thuận. Các bạn vào đây. Rồi bỏ qua bước này luôn. Tiếp tục. Xem thêm và chấp nhận nha. Lúc này nó sẽ hiện cài đặt mật khẩu ra. Ví dụ máy các bạn nó bắt buộc phải nhập mật khẩu màn hình để mở khóa máy á, thì các bạn vào đây và chọn mẫu hình nhé. Mẫu hình hay mã pin gì miễn sao bạn cài cho dễ nhớ là ok. Để tí vào là mình nhập lại thôi. Ví dụ đây mình cài như thế này hai lần nhé, cài sao dễ nhớ để tí mình mở thôi. Rồi như vậy là xong. Còn bây giờ thì các bạn chỉ cần quay trở về và đăng nhập vào internet lại nhé, thêm mạng này, rồi các bạn nhập mạng là thôi. Tiếp tục như vậy thôi. Rồi như thế này thì lúc nếu như máy của các bạn bị dính tài khoản Google á, là nó sẽ hiển thị lên hai cách mở. Cách mở thứ nhất là phá bằng mật khẩu màn hình và cách mở thứ hai là nhập email nha mọi người. Thì khi nãy mình vào cài đặt mã bảo mật rồi đấy, mở mật khẩu màn hình rồi đấy, thì các bạn phải chỉ cần mở theo cái đó thôi là mở được rồi. Rồi như thế thì tiếp tục thôi, cái này thì mình đăng nhập sau nhé. Rồi, như vậy là xong nha mọi người. Rồi, ok nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu nó giúp ích được cho các bạn thì hãy like và đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Giúp kênh mình phát triển hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok mọi người. Bye, tạm biệt mọi người nhé.